Cô gửi lời chào thân mến và cảm ơn tất cả các con đã cùng quay trở lại khóa học tiếng Việt lớp 2 của trang web olm.vn. Các bạn học sinh yêu quý, cô trò chúng mình tiếp tục vào với phần thứ 2 của bài học Hồ Gươm. Sau khi đã tìm hiểu được nội dung của bài tập đọc, cô trò chúng ta sẽ cùng luyện tập theo văn bản đọc. Từ văn bản Hồ Gươm, cô có 6 từ như trên màn hình. Đó là cong cong, rùa, lớn, trái bưởi, thanh kiếm và sum xuê. Cô hãy sắp xếp các từ này vào nhóm thích hợp. Nhóm thứ nhất, từ ngữ chỉ sự vật. Và nhóm thứ hai, từ ngữ chỉ đặc điểm. Nhiệm vụ này đã trở nên rất quen thuộc với chúng mình phải không nào? Các con sắp xếp được, mỗi nhóm gồm có 3 từ. Những từ ngữ chỉ sự vật là thanh kiếm, rùa và trái bưởi. Những từ ngữ chỉ đặc điểm bao gồm lớn, sum xuê và cong cong. Vẫn dựa vào văn bản Hồ Gươm, cô cũng có 2 cột A và B như trên màn hình. Con hãy kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu. Những câu văn này đã được cung cấp thông tin ở bài tập đọc Hồ Gươm. Và sau khi đọc kỹ bài tập đọc này, chúng mình xác định được rất chính xác. Con tạo được 3 câu để kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B. Câu văn thứ nhất, mặt hồ như chiếc gương bầu dục lớn. Và đây là câu văn miêu tả mặt hồ Gươm. Câu văn thứ hai miêu tả cầu Thế Húc. Cầu Thế Húc cong cong như con tôm. Câu văn cuối cùng, đầu rùa to như trái bưởi. Chúng mình thực hành nhiệm vụ rất tốt. Cô dành lời khen ngợi cho tất cả các con. Nhiệm vụ này cũng đã kết thúc phần luyện tập theo văn bản đọc. Kế tiếp, cô trò chúng ta sẽ vào với phần kỹ năng thực hành viết. Mở đầu, cô có các chữ cái như trên màn hình. Con hãy cho biết chữ cái nào có cách viết hoa kiểu 2. Trên màn hình, chúng mình nhìn thấy chữ cờ, chữ cu, chữ y ghi chữ y dài và cuối cùng đó là chữ vờ. Ở đây, chúng mình có 2 chữ cái có cách viết hoa kiểu 2, đó chính là chữ cu và chữ vờ. Các con cùng theo dõi lại một lần nữa nhé. Đây là chữ cu viết hoa kiểu 1 và đây là chữ cu viết hoa kiểu 2. Đây là chữ vờ viết hoa kiểu 1 và đây là chữ vờ viết hoa kiểu 2. Cô nhắc lại một lần nữa cách viết hoa kiểu 2 của chữ cu và chữ vờ. Chúng mình hãy cùng theo dõi trên màn hình. Sau khi theo dõi cách viết hoa kiểu 2 của 2 chữ cái này, con hãy chọn giúp cô đâu là chữ cu viết hoa kiểu 2 trong câu hỏi sau. Cô rất cảm ơn chúng mình đã vượt qua những câu hỏi tương tác thật tốt. Đối với chữ cu và chữ vờ được củng cố trong bài học này, chúng ta có một câu văn ứng dụng. Quê em có dòng sông uốn quanh. Như các con có thể quan sát, chữ cu trong âm quờ của tiếng quê đã được viết in hoa. Và khi thực hành viết vào vở, các con sẽ viết âm cu này bằng cách viết hoa kiểu 2 nhé. Khi viết, nhớ viết đúng từ dòng sông và uốn quanh. Cuối câu văn, các con sẽ dùng dấu chấm. Cô hy vọng rằng chúng mình sẽ đáp ứng đúng những yêu cầu này và viết được câu văn thật đẹp.
Nhiệm vụ này cũng đã kết thúc video bài giảng của chúng ta. Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả chúng mình trong bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn nhé.